Anh mến chào khán giả. Vào buổi trưa hôm nay em thử dùng xong nè, quay những chiếc xà lan chở hàng khô và những xà lan cát cho khán giả cùng xem nha. Và vào buổi trưa hôm nay em cũng mến chúc khán giả được an lành và được hạnh phúc. À, đây là chiếc xà lan chở cát về Long An nè. Và đây có một chiếc xà lan chở cát nhỏ nha, đang chạy về hướng Long An nè, chạy rất là lẹ luôn á. Và rất là nhiều xà lan cát chạy lên kênh chợ gạo luôn á các bạn. Đây rồi thêm mà sao một chiếc xà lan hầm nè. Wow, rất là nhiều xà lan chạy luôn. Và chiếc xà lan cát này chạy sắp vượt qua xà lan hầm này luôn á. Xà lan hầm này cũng không thấm các bạn. À, chạy rất là lẹ luôn. À, chiếc xà lan cát này của Trà Vinh nha các bạn. Ồ, chạy vượt qua máy rất mạnh luôn. Và xà lan hầm này luôn nè. Và xa xa rất là nhiều xà lan chạy luôn, chạy về hướng cầu dây chợ gạo nè các bạn. Đây có một chiếc xà lan á, chở những thùng hàng container chất rất là cao luôn. Xà lan này chở chiều ngang 5 thùng, chiều dài 5 thùng các bạn. Xà lan này của Sài Gòn nhé. Thường thường những chiếc xà lan của nước Sài Gòn chở những thùng hàng này rất là lớn. Xà lan này chạy thật nước nhưng mà chở hàng nhiều quá các bạn, chạy hơi chậm nha. Xà lan này đóng 2017, 6-7 năm rồi các bạn, chưa sơn lại, màu rất là cục luôn á. Vừa qua cầu chợ gạo lớn nè. Cabin ngoài sao phúc sát nhỏ luôn á, để rộng đoạn chở những thùng hàng á. Thường thường những xà lan này hai cabin ngoài trước ngoài sau phúc sát rất là bé luôn. Thank you.
Cái bên đây là chỉ xà lan cho cát nó ra chảy rất là lẹ các bạn. Xấy nước một chút mũi xà lan luôn nè. Và chiếc xà lan cát này của Cần Thơ nha. Ui, chạy rất là lẹ luôn, chạy vượt qua xà lan chở container luôn à. Vượt qua luôn. Ui, nước bên lái mà sao ụt rất là đẹp luôn. Wow, chạy rất lẹ. Vượt qua chiếc container rất là lớn luôn. Và nhìn xa xa rất là nhiều xà lan luôn các bạn. Vào buổi trưa hôm nay nước lớn à, ở ngoài hướng của Long An chạy về nè, phải chạy về kênh Chợ Gạo này rất là nhiều luôn nha. Ồ. Quá đẹp luôn. Và đây là chiếc xà lan chở container nữa mà nhỏ các bạn, đang chạy về hướng của Long An chạy đến cầu Chợ Gạo lớn nè. Những chiếc xà lan á, xếp thành hàng với nhau chạy rất là đẹp luôn ở miền Tây. Xà lan này chở những thùng mà nhỏ. Lại gần em coi cái xà lan này của ai. Chiếc xà lan này cũng của Sài Gòn luôn các bạn, mà nhỏ hơn chiếc xà lan Sài Gòn hồi nãy. Mặn nước 36 à. Qua wow, chiếc xà lan chạy quá lẹ luôn à, chạy xà lan cát chạy vượt qua chiếc container luôn. Qua wow, đây có chiếc xà lan chở cát nữa nè, đang chạy vượt Long An nha. Và wow, đây có một chiếc xà lan cát chặn rất lẹ của Long An, chạy dưỡng Long An luôn các bạn. Và wow, đối diện là một chiếc xà lan chở đá nha, chạy tới cầu Chợ Gạo. Xà lan chở cát này máy kêu rất là mạnh luôn á. Thank you.
đây chị chè đá này, chè đá nặng này, của Long An này. Và đây là phía xa xa có một chiếc xà lan chở cát nữa nha các bạn. Và có một chiếc xà lan chở dầu nhỏ xíu à, chạy cũng vượt qua xà lan cát được nè các bạn. Đường chiếc chở dầu lớn mà hay nhỏ xíu à. Wow, chiếc lan chở dầu này nhỏ mà chạy rất là lẹ luôn. Và chiếc xà lan chở cán này của Sài Gòn các bạn đang chạy về hướng con Long An luôn nè. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem kênh Phố Hồng Hạnh miền Tây và em xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.